Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Ở trên kênh của mình thì anh em cũng không còn xa lạ gì đối với những chiếc Senko GS và những chiếc Senko KS. Đặc biệt là dòng Senko GS Cup Gold. Thì cũng khá là lâu rồi. Hôm nay mình về được một chiếc đồng hồ Senko GS Cup Gold. Nó ở trong tình trạng zin nguyên bản, còn rất là đẹp. Dòng GS61 thì nó cũng giống như là dòng GS45, nó đều chạy với dao động là 2 bit 36.000. Tuy nhiên ở trên những chiếc GS61 thì nó khác ở trên những chiếc GS45. Đó là những chiếc GS61 thì bộ máy của nó là máy cơ automatic, có cả chức năng hỗ trợ lên quạt phụ. Còn những chiếc GS45 thì nó đơn giản chỉ là những chiếc máy cơ liên dây thôi. Dòng GS61 thì cái bộ kim của nó là bộ kim kiếm và kim dây của nó là kim bit đầu. Dòng kim dây bit đầu này thì thời điểm hiện tại anh em thường thấy nó chỉ xuất hiện ở trên những dòng Grand Senko đời mới cao cấp của hãng Grand Senko. Và những chiếc Spring Drive thì nó rất hay được trang bị những chiếc kim dây bit đầu rất là đẹp. Chiếc này thì nó có cái mặt dial và bộ kim cọc của nó đẹp xuất sắc luôn, không có điểm trừ gì cả. Kim của nó trôi rất là êm luôn. Chiếc này thì mình về cũng được tầm chục ngày rồi. Tuy nhiên là mình cũng gửi đi lau dầu căn chỉnh lại để cho nó chạy trơn tru mượt mà hơn. Nó về được 2 hôm rồi thì hôm nay mình lên quay giao lưu với anh em. Kim của nó cực kỳ là đẹp luôn. Dòng 6146 thì nó là dòng 2 ô lịch, đó là lịch thứ và lịch ngày. Cái lịch ngày của nó thì là lịch xe nhanh, còn lịch thứ của nó thì là chỉnh 912. Anh em chỉnh lịch thì anh em nên quay cho nó qua cái vị trí 24 giờ thì anh em chỉnh kim lại vị trí 8 giờ sáng thì anh em đóng núm vào, và anh em chỉnh lịch thì nó sẽ rất là trơn tru. Mấy hôm vừa rồi thì mình cũng bán một chiếc Senko LM cho một bác khách cũng ở trên Hà Nội, tuy nhiên là bác ấy chỉnh lịch vào cái thời gian cấm kỵ cho nên là đã dẫn đến hư hại cái bộ lịch của chiếc Senko LM đấy. Cho nên là anh em dùng những dòng đồng hồ vintage phải nên giữ gìn một chút, đặc biệt là kiêng nước, vì những dòng đồng hồ cổ xưa nó được sản xuất vào khoảng hơn nửa thế kỷ rồi, cho nên là ở cái thời điểm đấy nó có thể là nó có kháng nước, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ không còn chống nước hay kháng nước được tốt nữa. Cho nên anh em muốn, nếu như anh em mà muốn dùng những chiếc đồng hồ vintage mà có cả đi mưa rửa tay các thứ nữa thì anh em nên mang ra tiệm để bảo thợ người ta làm chống nước cho anh em, thì lúc đấy anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là những chiếc đồng hồ vintage thì nó mang một cái hơi hướng và một cái hơi thở cổ xưa, cho nên là khi anh em chơi những dòng đồng hồ vintage này thì anh em cũng có một cái sự tìm hiểu cũng như là một cái sự nâng niu rất là kỹ càng đối với những chiếc đồng hồ vintage. Chơi đồng hồ vintage thì đối với cá nhân mình, ý kiến chủ quan riêng của mình thì nên để nguyên bản. Tuy là nó không chống được nước thì mình chơi, mình đeo thì nên cẩn thận một chút là vẫn là ok. Bản thân mình khi đeo những chiếc đồng hồ vintage như thế này thì mình vẫn rửa tay bình thường. Tuy nhiên là rửa tay như thế nào cho nó không bị văng nước lên cổ tay là ok. Chiếc này thì nó có bộ kim cọc và cái viền ô lịch nó là màu vàng nổi khối, cọc 12 giờ nó là cọc đôi. Phía dưới là cái logo Senko vàng nổi, bên dưới là dòng chữ Automatic. Bên trên cọc 6 giờ sẽ là cái logo GS, dòng chữ 2 bit 36.000 và cái hoa thị của Suwa. Bên dưới vạch ly thì anh em sẽ nhìn thấy dòng chữ Japan 6146, bên cạnh là 8020. 8020 này nó là biểu thị của cái mặt dial 2 ô lịch anh em nhé, còn 8010 thì nó là một ô lịch. Còn từ 8030 trở lên thì đó là mặt dial tia bạc, và cao hơn nữa thì nó cấp bậc của nó là sẽ là cao hơn.
Mặt đeo của nó là mặt đeo zin màu trắng sữa chảy tia, zin nguyên bản rất là đẹp. Những chiếc mà nó đã vẽ lại mặt ấy thì nó sẽ cái mặt đeo của nó sẽ là màu xám ghi anh em nhé. Để mình lấy cái chiếc cũng là một chiếc GS61 mà nó đã spa lại mặt để cho anh em xem nó được, anh em so sánh thì nó sẽ hợp lý hơn. Anh em chờ mình một chút. Đây, nếu như nhìn qua như thế này thì anh em sẽ hơi khó phát hiện một chút. Đó. Còn nếu như nhìn kỹ, anh em để ý kỹ này, cái màu trước ở bên trái mình, cái mặt đeo của nó là mặt đeo của zin nhé anh em nhé. Mặt đeo của zin nguyên bản màu trắng sữa chảy tia rất là mịn. Còn ở bên tay phải mình thì nó là cái màu xám ghi nhẹ và nó có cái tia chảy gắt hơn bình thường. Đó. Nhìn như thế này thì anh em sẽ có cái sự so sánh nó được dễ hơn. Mình nghiêng cái này thì anh em sẽ thấy nó, cái mặt zin thì nó sẽ là màu trắng sữa như thế này. Đó, còn bên này thì nó là mặt đã qua vẽ lại ở trên cái nền zin. Tuy nhiên là nó chiếc này nó vẽ lại cũng tương đối là đẹp đấy. Đó, để như vậy thì anh em sẽ có một cái nhận xét và một cái cảm quan về cái dòng đồng hồ Vintech mà anh em chơi. Nói chung là những chiếc đồng hồ Vintech của Senco thì nó có một cái điểm đặc trưng, nhất là cái dòng King Senco này, Lord Marvel này, King Senco này, KS, GS thì nó đều có một cái điểm chung, đó là cái mặt đeo của nó là mặt đeo màu trắng sữa chảy tia từ tâm, chảy tia rất là mịn. Dòng Senco nó cũng có rất là nhiều những dòng đồng hồ mà mặt của nó màu trắng sữa và trắng men. Các thứ nữa mình không thể liệt kê được hết được. Chiếc này thì nó là một chiếc cặp gôn, vỏ cặp gôn rất là dày. Để anh em đeo như này, đeo trên tay thì nó không khác gì là anh em đeo một chiếc đồng hồ vàng đúc cả. Cái lớp cặp gôn của nó rất là dày, dày 260 micron. Em nhìn mặt sau của nó, cái lớp rìa bò cặp gôn của nó rất là dày luôn. Nó như là một cái tấm vàng người ta ốp lên ấy. Rất là đẹp. Hai bên thành vách của nó còn rất là bén luôn. Có một số chỗ nó còn đang cái lên cái tiết đỉa xung quanh cái chỗ núm này, ở trên chỗ gì hai bên đầu sớ này, nó có lên một chút tiết đỉa, cho nên là mình để nguyên, mình không đánh đi. Nó anh em nào giao dịch có nhu cầu thì mình sẽ đánh hết cái tiết đỉa đi cho anh em. Tuy nhiên là những cái vết tiết đỉa đấy thì nó lên ít thì nhìn nó sẽ đẹp, nó lên mà lên kín hết toàn bộ mặt thì nó cũng nhìn nó cũng khá là tối tăm cái mặt đồng hồ. Đối với cá nhân mình thì nó lên một chút tiết đỉa thôi thì nó sẽ đẹp hơn, nó có một chút cái vết tích của những dấu vết xưa. Núm của nó núm zin, răng núm còn cực kỳ là đẹp luôn, rất là đẹp. Chạm máy 2 bit 36.000, anh em nhìn cái kim của nó trôi cực kỳ là êm. Dòng này thì cái lịch ngày của nó, lịch xe nhanh, còn lịch thứ của nó thì là lịch chỉnh 912 anh em nhé. Tính chỉnh lịch còn rất là nhạy, kêu tách tách luôn. Đó, còn cái chỉnh lịch thứ này thì anh em chỉnh đến 24 giờ. Sau đó anh em vặn ngược lại vị trí 21 giờ là nó sẽ chỉnh lịch. Cái này nó là 91 giờ. Đó. Lịch thứ nó nhảy. Cái này nó là cái cơ chế chỉnh lịch của những chiếc đồng hồ Senco GS, nói riêng vào cái thời điểm mà nó được sản xuất. Còn đồng hồ đời mới bây giờ đa phần là đều xoay nhanh hết rồi, quay ngược quay xuôi. Quay ngược thì nó là chỉnh thứ, quay xuôi nó là chỉnh ngày. Đó. Sơ qua về cái mặt sau thì cái mặt sau của nó anh em nhìn nó còn khá là đẹp. Cái medal của nó còn nguyên cát luôn. Logo Senco GS và cái hoa thị của Suwa còn rất là bén. Cặp gôn. Những chiếc mà nó cặp gôn thì ở nắp đáy của nó sẽ có triện dòng chữ cặp gôn.
6146 dáng 8000. Chiếc này thì nó được sản xuất vào tháng 5 năm 1969. Mặt sau của nó còn rất là đẹp. Có rất nhiều những chiếc đồng hồ GS cặp gold mà nó ở cái rìa này nó được bị gem anh em nhé. Nó bị gem nhiều dọc cái sườn hai bên này nhìn nó rất là xấu. Tuy nhiên là những chiếc này nó được bảo quản ở trong tình trạng còn rất là tốt. Máy của chiếc này cực kỳ đẹp anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn xem hình ảnh chi tiết thì mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết ảnh máy cho anh em xem. Chiếc này thì mình có gắn cho nó một bộ dây da cá sấu màu đen gấp mép, chuẩn dây da của những dòng vintage ngày xưa. Khóa của nó là khóa Serco dọc dưa zin màu vàng, còn rất là đẹp. Thời gian vừa rồi mình có làm khoảng một số những mẫu dây đồng hồ cá sấu gấp mép như thế này để chia lại cho những anh em khách quen mà hay ủng hộ GS, KS, King, Senko, Lốt, Mà Bổ các thứ trên kênh của mình. Anh em nào có nhu cầu thì anh em sắm thêm những bộ dây gấp mép như thế này anh em gắn thì nó sẽ rất là đẹp. Chiếc này thì nó sai số của nó chỉ là cộng trừ 1 đến 2 giây một ngày thôi anh em nhé. Chạy chuẩn kilometer luôn đấy. Anh em nào tìm hiểu sâu thì sẽ hiểu cái dòng cái logo GS này, nó là cái biểu tượng của cái đạt chuẩn sự chính xác kilometer của dòng Grand Senko anh em nhé. Size của chiếc này thì nó là size 37, độ rộng dây là 18. Chiếc này cả mặt đồng hồ, dây khóa nguyên combo như thế này, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 39 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0913 00067, đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Thời gian vừa mới ra Tết này thì dòng Senko nói chung nó lên lại tiếp tục lên giá rất là nhiều anh em nhé. Anh em là theo dõi ở trên trang đấu giá bên Nhật ấy, thì anh em sẽ biết giá của nó là lên chóng mặt luôn. Phiên hôm nay mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.